Rồi tiếp theo là bonsai 842. Đầu tiên á là 6 cây là 300 nha. Đầu tiên là một cây cần thân nha quý vị nè. Đó, có cành nhánh đóng đúng hết trơn rồi đó nha, về kéo ra thành cây bay nha. Đó, vô nhôm kéo ra. Cái nhánh này giật trở về ha. Rồi ra thành cây mai chú thủy bye bye. Cây thứ hai là một cái cây linh sam 86 nha. Đó, quái quái vậy đó nha. Rồi, có một cây một thôi. Cây thứ ba cây chào phúc kiến giống mới nha. Rồi, ba cây xuống đi bi ơi, đưa ba cây kia lên. Rồi, cây thứ tư là một cây sâm hương âm đá nha quý vị. Cây sâm hương âm đá nha, đó. Vậy đó. Cây thứ năm là một cây sơn liễu nha. Cây này không mà bán, cây này không là 100 ngàn nha quý vị. Đó. Thôi bán chung trong này văn nghệ cho vui vậy đó. Rồi. Cây này là cây chăn vàng nha. Đó. Ngày nó không có phân, nó vàng khè luôn nha quý vị. Mà nó đang ra bông nhấp hết trơn luôn. Rồi, 6 cây 300 ngàn. Không phí vận chuyển, không ship code nha. Rồi, chuyển khoản giao cây nha quý vị. À, rồi, 6 cây 3 xị. Rồi, xuống đi con ơi.